Trước tình hình dịch bệnh tại các địa phương khác vẫn diễn biến phức tạp, yêu cầu các cơ quan chức năng siết chặt cửa ngõ ra vào thành phố. Đồng thời, yêu cầu các quận huyện chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát người từ vùng dịch về, để nâng cao tinh thần chủ động, quyết liệt của các địa phương, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân thành phố. Đây là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh khi chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở, ngành, quận huyện vào cuối buổi chiều qua ngày 13 tháng 6. Tính đến hết ngày 13 tháng 6, Đà Nẵng đã trải qua 26 ngày không có ca mắc COVID trong cộng đồng. Công tác phòng chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận kết quả này, đánh giá cao và biểu dương các địa phương vì đã triển khai tốt chủ trương của thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp quán nhậu không tuân thủ quy định phòng chống dịch như phục vụ vượt quá 50% công suất và hơn 21 giờ đêm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các quận huyện và cơ quan chức năng cần chấn chỉnh tình trạng trên, xử lý nghiêm để răn đe các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết, mặc dù tình hình dịch trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát, nhưng tình hình dịch ở các địa phương khác vẫn phức tạp. Nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vẫn luôn thường trực. Theo đó, để công tác phòng chống dịch tiếp tục được duy trì hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị siết chặt các chốt kiểm soát dịch, có hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là các lái xe đến từ địa phương có dịch thì kiểm tra chặt chẽ. Nếu không có xét nghiệm âm tính theo quy định, buộc cho quay đầu xe, còn nếu đi ngang qua địa phương thì cần có những xử lý phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh việc kiểm soát người từ vùng dịch về địa phương, yêu cầu các sở, ngành, quận huyện thống nhất cam kết với thành phố chịu trách nhiệm quản lý trong việc phát hiện các trường hợp đi từ vùng dịch về. Và nếu cơ quan đơn vị địa phương nào để cho người từ vùng dịch về không khai báo, xảy ra ca F0 trên địa bàn, thì thủ trưởng cơ quan đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tạm dừng. Nhưng về mặt quản lý địa bàn, tôi đề nghị là các quận huyện sau buổi họp này về triển khai và có văn bản đến tất cả các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn của mình. Đồng thời bên phía bên thành phố thì những sở, tôi nói ví dụ như là chợ đầu mối thì cơ quan chủ quản của anh là chịu trách nhiệm, đó là Sở Công Thương, thì Sở Công Thương cũng phải yêu cầu dưới chợ đầu mối. Nhưng đồng thời anh Thành là phải có văn bản đến ban quản lý của chợ đầu mối. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị các quận huyện quán triệt tinh thần trên đến các phường, tổ dân phố, đồng thời nhấn mạnh các quận huyện cần phối hợp với công an khu vực để kiểm soát chặt chẽ những đối tượng đến từ vùng dịch. Ngoài ra, đến ngày thứ 29, nếu Đà Nẵng không có ca F0 trong cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị văn phòng ủy ban phối hợp với Sở Y tế căn cứ trên văn bản trước cùng với tình hình phòng chống dịch hiện tại để có điều chỉnh phù hợp, đưa ra văn bản mới, đồng thời các hoạt động không thiết yếu như karaoke và vũ trường vẫn tạm dừng hoạt động. Đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với các ngành để nghiên cứu, rà soát các đối tượng cần được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch. Đồng thời cho biết, lãnh đạo thành phố, ngành y tế cũng rất quan tâm và sẽ tìm cách phù hợp để cung cấp vaccine cho nhân dân trong thời gian tới.